Cô Hương xin chào các bạn. Hôm nay cô Hương mời các bạn cùng làm quen với số lượng trong phạm vi 5. Và các bạn nhìn xem, quan sát lên hình ảnh và cùng đếm với cô có bao nhiêu con tôm trong hình trong bức tranh này nha. 1 2 3 4 5, có tất cả 5 con tôm tương ứng với chữ số 5. Và kế tiếp cô đọc yêu cầu cho các bạn nha. Cô có một chuỗi rất là nhiều hạt. Các bạn hãy tô màu số hạt chuỗi bằng với số con tôm các bạn vừa đếm được. Như vậy, vừa nãy các con đếm có 5 con tôm, vậy mình tô màu mấy hạt chuỗi nào các con? Thưa cô, tô màu 5 hạt chuỗi. Đúng rồi, cô mời các bạn cùng thực hiện tô màu 5 hạt chuỗi nha. Khi thực hiện tô màu, các con nhớ cầm sáp màu bằng tay phải, tư thế ngồi thẳng lưng, khoảng cách vừa phải, không cúi đầu nhiều. Và các bạn thực hiện tô màu xoay tròn, trùng khít ở phía bên trong, không lem ra ngoài. Và các bạn quan sát cô Hương tô màu nè. Nhóm con tôm và nhóm hạt chuỗi có số lượng bằng nhau là bằng 5. Và các con cùng quan sát nha. Con quan sát thấy hình ảnh cô có những con gì vậy các con? Thưa cô, con cá. À, cô có những cái con cá. Vậy các bạn hãy thực hiện yêu cầu là khoanh thành nhóm các con cá có số lượng là 5. Rồi, cô mời các bạn cùng thực hiện khoanh thành nhóm các con cá có số lượng là 5. Khi thực hiện, các bạn chọn cho cô là bút chì nha, để khoanh tròn tạo nhóm cho tập vở của mình sạch đẹp. Các con nhớ giữ gìn tập vở sạch đẹp. Mình thực hiện tô màu khoanh tạo nhóm, không lem ra ngoài nha. Cô mời các bạn cùng thực hiện nè. Cô đã thực hiện tạo nhóm 5 con cá theo mẫu. Bây giờ cô và các bạn cùng đếm số lượng 5 con cá và tiếp tục khoanh tạo thành nhóm có số lượng là 5 nữa nha. Các bạn nhìn cô thực hiện nè. Đó, cô khoanh, cô tạo thành nhóm có số lượng là 5 con cá. Cô mời các bạn cùng đếm số lượng con cá và thực hiện vào tập của mình nha. Các bạn đã tạo nhóm số lượng là 5 con cá tương ứng với chữ số 5 rồi. Cô mời các bạn cùng thực hiện tô màu trùng khít cho chữ số 5 in rỗng nè. Các bạn nhìn cô tô màu nè. Các bạn, cô tô màu bằng bút sáp màu. Các bạn chọn màu theo ý thích, tô trùng khít ở phía bên trong của chữ và không lem ra ngoài. Cô mời các bạn cùng thực hiện tô màu trùng khít chữ số 5 in rỗng nha. Sau khi đã tô màu trùng khít chữ số 5 in rỗng rồi, cô mời các bạn viết chữ số 5. Để viết được chữ số 5, các bạn cầm bút chì bằng tay phải nè. Ba ngón tay các bạn chụm lại với nhau. Đầu tiên các bạn viết nét sổ thẳng. Kế tiếp các bạn viết nét cong hở trái, nhìn theo mẫu của cô nè và thực hiện vào tập của mình. Và cuối cùng là các bạn viết nét thẳng ngang. Xong rồi đó các bạn. Các bạn cùng quan sát và thực hiện viết chữ số 5 đẹp trùng khít theo nét in mời nha. Cô mời các bạn cùng thực hiện. Sau khi đã tô màu, viết chữ số 5 xong rồi, cô mời các bạn cùng đếm và so sánh số lượng trong phạm vi 5. Các bạn nhìn xem dãy số của cô có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và số 10. Các bạn chú ý lắng nghe yêu cầu của cô nha. Cô yêu cầu các bạn nói nhóm con vật có số lượng phù hợp với chữ số. Và các bạn cùng quan sát, cô có mấy con tôm? À, có một con tôm thì tương ứng với chữ số mấy? Một con tôm tương ứng với chữ số 1. Cô mời các bạn thực hiện nối theo mẫu, nối một con tôm với chữ số 1 nè. Rồi, kế tiếp các bạn cùng quan sát bức tranh cô có con gì đây? Thưa cô, con rùa. Các bạn cùng đếm xem có bao nhiêu con rùa? 1, 2, 3. Có tất cả 3 con rùa thì tương ứng với chữ số mấy nào? Thưa cô, chữ số 3. Cô mời các bạn cùng thực hiện nối 3 con rùa với chữ số 3.
Và kế tiếp các bạn cùng quan sát bức tranh con cá xem có bao nhiêu con cá nha. 1, 2, 3, 4. Có 4 con cá thì tương ứng với chữ số mấy nào con? Thưa cô, chữ số 4. Đúng rồi, cô mời các bạn cùng thực hiện nối 4 con cá với chữ số 4. Rồi, tiếp tục các bạn cùng quan sát bức tranh con ốc nè. Các bạn cùng đếm nha. Có bao nhiêu con ốc nha? 1, 2, 3, 4 và 5 con ốc. 5 con ốc thì tương ứng với chữ số mấy nào? Thưa cô, chữ số 5. Cô mời các bạn cùng thực hiện nối nhóm 5 con ốc với chữ số. Thưa cô, số 5. Các bạn thực hiện xong rồi. Và các bạn nhìn xem có bao nhiêu con sò nha. 1, 2, 3, 4. Có 4 con sò thì tương ứng với chữ số mấy con? Thưa cô, số 4. Cô mời các bạn thực hiện nối 4 con sò với chữ số 4. Và tiếp tục bức tranh cuối cùng, cô có hình ảnh con gì vậy con? À, mình cùng đếm xem có bao nhiêu con cua nha. 1, 2, 3, 4 và 5 con cua. Vậy 5 con cua tương ứng với chữ số mấy? Thưa cô, chữ số 5. Cô mời các bạn thực hiện nối nhóm 5 con cua với chữ số 5. Các bạn nhớ thực hiện giữ gìn tập vở của mình sạch đẹp, không làm lem. Và các bạn cùng lắng nghe yêu cầu cuối cùng của cô. Các con hãy tô cùng màu các nhóm con vật có cùng số lượng với nhau. Cùng số lượng có nghĩa là số lượng bằng nhau đó các bạn. Các bạn cùng quan sát nhóm con sò và nhóm con cá, các bạn thấy số lượng nó bằng mấy nào? Thưa cô, bằng 4. Như vậy nhóm con vật này các bạn tô cùng một màu nha. Nếu các bạn thích màu vàng thì các bạn tô màu vàng giống cô. Và cô mời các bạn cùng thực hiện tô cùng màu nhóm con vật có cùng số lượng nha. Các bạn nhớ cầm sáp màu bằng tay phải, tô trùng khít và không lem ra ngoài, giữ gìn tập vở sạch đẹp. Các bạn đã tô cùng màu nhóm con sò và con cá. Các bạn sẽ quan sát và trả lời lại cho cô nhóm con sò và nhóm con cá có cùng số lượng là số mấy nè các bạn. Thưa cô, 4 con sò, 4 con cá, số 4. Rất là giỏi Thiên Dương bạn. Và kế tiếp các bạn cùng quan sát con ốc nha. Xem coi con ốc nó có bao nhiêu con và nó cùng số lượng với nhóm con gì nè. Thưa cô, có 5 con ốc. Rồi các bạn cùng quan sát, nó cùng số lượng với nhóm con gì? Thưa cô, có 5 con cua. Vậy là cùng số lượng là số lượng mấy vậy con? Thưa cô, số lượng 5. Vậy cô yêu cầu các bạn thực hiện tô màu giống nhau cho nhóm con ốc và nhóm con cua. Các bạn nếu các bạn thích màu xanh thì các bạn cũng có thể tô màu giống như cô, hoặc các bạn tô màu theo ý thích của các bạn. Nhưng hai nhóm con cua và con ốc phải tô màu giống nhau nha. Cô mời các bạn cùng thực hiện tô màu. Tiếp theo, cô có hình ảnh con rùa, con cá, con sò, con cua rất là dễ thương. Cô mời các bạn cùng vẽ thêm một chấm tròn vào mỗi hình con vật. Ở đây cô có dãy số, các bạn cùng đếm với cô nào. Số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Các bạn sẽ thực hiện vẽ thêm chấm tròn vào con sò, con cá, con rùa, con cua và con gì, con ốc sên. Cô mời các bạn cùng thực hiện nha. Cô thực hiện tô thêm một chấm tròn nữa cho con ốc sên nè. Kế tiếp các bạn nhìn thấy bây giờ con ốc sên có bao nhiêu chấm tròn? Thưa cô, có 2 chấm tròn. Thì nó tương ứng với chữ số mấy? Các bạn sẽ dùng bút chì thực hiện nối con ốc sên với lại cái số chấm tròn tương ứng. Kế tiếp các bạn đếm số lượng chấm tròn trên mình con rùa và thêm tặng thêm cho nó một chấm tròn nữa, là nó có bao nhiêu chấm tròn vậy các bạn? 1, 2, 3. Thưa cô, có 3 chấm tròn. Vậy nó sẽ tương ứng với chữ số mấy vậy con? Thưa cô, chữ số 3. Cô mời các bạn thực hiện nối chữ số tương ứng. Kế tiếp cô có hình ảnh con gì? Con cá. Các bạn sẽ thực hiện tặng thêm cho con cá một chấm tròn nữa.
đặng thêm một chấm tròn nữa. Và bây giờ là con cá có mấy chấm tròn nào, cùng đếm. 1, 2, 3, 4 chấm tròn. Tương ứng với chữ số mấy? Thưa cô, chữ số 4. Cô mời các bạn thực hiện nối chữ số 4 với con cá. Kế tiếp, con cua có bao nhiêu chấm tròn vậy con? Thưa cô, có 4 chấm tròn. Vậy các bạn hãy thực hiện tặng thêm cho con cua một chấm tròn nữa xem nó có bao nhiêu chấm tròn nha. Rồi, con thực hiện tặng cho nó một chấm tròn đi. Và bây giờ bạn đã thực hiện tặng cho nó một chấm tròn xong rồi, mình cùng đếm lại con cua nó có bao nhiêu chấm tròn nha các bạn. 1, 2, 3, 4 và 5 chấm tròn. Vậy con cua có 5 chấm tròn tương ứng với chữ số mấy? Thưa cô, chữ số 5. Cô mời các bạn cùng thực hiện nối hình ảnh con cua với chữ số 5. Tiếp tục, cô có con sò. Trên hình ảnh của con sò có mấy cái chấm tròn nào? Các bạn hãy động não và đếm cho cô nha. Và cô yêu cầu các bạn thực hiện tặng cho thêm con sò một cái chấm tròn nữa. Vẽ thêm một chấm tròn nữa lên người con sò và cùng đếm với cô. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ bạn sò có 5 chấm tròn, tương ứng với chữ số mấy nào? Thưa cô, chữ số 5. Cô mời các bạn thực hiện nối con sò với chữ số 5 nào. Bài học số lượng trong phạm vi 5 đến đây đã hết rồi. Cảm ơn quý phụ huynh và các con đã luôn luôn đồng hành cùng với sự phát triển của kênh. Các con hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ bài học đến những người bạn tuyệt vời của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.